Họa phước vô môn Duy nhân tự chiêu Thiện ác chi báo Như ảnh tùy hình Thái thượng cảm ứng thiền Tập 156 Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Địa điểm tịnh tôn học hội Singapore. Chư vị đồng học chào mọi người. Mời xem cảm ứng thiên đoạn thứ 81. đoạn văn này vẫn nói về điều ác ẩn chứa kiến tha sắc mỹ khởi tâm tư chi nghĩa là thấy người có sắc đẹp liền khởi tâm tư thông hiện tượng này ác nghiệp không những vô cùng nghiêm trọng mà ở trong xã hội ngày nay nó đã đến mức tràn lan sở dĩ xã hội không an định động loạn triền miên thiên tai nhân quả Truy tận nguồn gốc phát sinh Thì đây không hẳn không phải Là một trong những nhân tố quan trọng Người Trung Quốc Thời xưa thường nói Giảng ác dâm đứng đầu Trăm thiện hiếu trước tiên Giáo dục thời xưa của Trung Quốc. Chúng ta xem thấy ở trong nghi lễ của lễ ký, nam nữ năm tuổi không cùng chiếu. Nam nữ lên năm tuổi thì không thể ngồi chung với nhau. Vì sao vậy? Nhằm ngăn chặn ngay từ đầu Ngày nay chúng ta có thể thấy trên báo chí những bé gái mới 13, 15 tuổi mà đã có thai rồi. Đâu đâu cũng vậy, như vậy còn có thể được sao? Nếu muốn xã hội này không động loạn dường như là không thể hậu quả của việc dân chủ tự do mở cửa là xã hội đại loạn lòng người bất an người thời nay đều nói chuyên chế không tốt những vị đế vương ngày xưa có phải là chuyên chế hay không hãy tỉ mỉ mà đọc lịch sử tham cứu thảo luận những quy chế văn vật chế độ ngày xưa chúng ta sẽ phát hiện ra người thời nay đã đem cái mũ chuyên chế này chụp lên đầu của họ rất không công bằng họ không phải là chuyên chế họ chân thật có tâm từ bi có tâm yêu thương bảo hộ xã hội suy nghĩ cho hạnh phúc của nhân dân tuy có một số phương pháp mọi người cảm thấy không thuận tiện sự không thuận tiện này chỉ là việc nhỏ bạn đạt được cả đời an định hòa bình phồn dinh hưng vượng thì đây là rất may mắn hay nói cách khác hy sinh cái tự do nhỏ thì được cái tự do lớn nhẫn nại một chút hạn chế nhỏ thì được hạnh phúc vĩnh hằng. Chúng ta hãy xem thử hiện nay những gì bạn đạt được thực tế mà nói. Ở trong xã hội này là phóng túng tham dục, danh danh lợi dưỡng, tài sắc danh thực thủy cái mà bạn có được là lợi ích nhỏ bản thân bạn thì thân tâm bất an luôn sống trong lo sợ cũng khiến cho cả xã hội không an định ai nấy đều sống trong khổ nạn quý vị hãy tỉ mỉ mà suy nghĩ một chút tự do dân chủ mở cửa này của bạn đã phải trả giá lớn biết bao chúng ta tỉ mỉ mà tư duy thì thấy cái được không bằng cái mất cái bạn đạt được chỉ là một phần mười cái mà bạn mất đi là chín phần mười cho nên chúng ta tỉ mỉ mà suy xét lại xem vẫn là phương thức của người xưa có đạo lý người xưa bảo bạn hy sinh nhẫn chịu một hai phần mười thì bạn đạt được hạnh phúc vinh quang đến bảy tám phần mười thế gian nếu muốn làm đến thập toàn thập mỹ thì nhất định không thể được từ trên tỷ lệ mà tính toán đây là điều mà sức người có thể khống chế được bởi người ngày nay không đọc sách thánh hiền không biết đại đạo của thánh hiền đem giáo huấn trí tuệ cứu cánh viên mãn cao nhất thế xuất thế gian của phật bồ tát xem thành mê tín xem thành lạc hậu xem là thứ không hợp với thời cuộc bảo chính sách chế độ của cổ thánh tiên dương là chuyên chế bảo là độc tài hiện tại chúng ta đã lập ra những pháp luật này đã chế định ra những quy định này và cho rằng đây là tiên tiến phù hợp với dân chủ phù hợp với tinh thần khoa học nhưng mà hiệu quả thực thi nếu đem so với xã hội ngày xưa thì khoảng cách của chúng cách nhau quá xa nguyên nhân rốt cuộc là ở đâu người xưa nói là lỗi không đọc sách thánh hiền trong chú giải đoạn này là dẫn dụng một đoạn ở trong kinh Phật nói được rất hay Phật bảo người sống ở đời nếu không xâm phạm phụ nữ nhà người khác tâm không nghĩ tà xấu do vậy mà được năm điều thiện đại thánh đại hiền thế xuất thế gian dạy bảo chúng ta đều là không rời xa thiện nhân thiện quả ác nhân ác báo nếu có thể tuân thủ giáo huấn của phật trong ngũ giới thì có giới không tà dâm. Trong thập thiện thì có không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Phật nói, họ có được năm loại quả thiện. Loại thứ nhất là bạn có thể giữ gìn được tài sản của bạn không đến nỗi bị mất đi. Loại thứ hai, bạn giữ bổn phận, giữ quy củ. Thì bạn không sợ quan nguyện. Ngày trước quan nguyện quản diệt tư pháp. Giống như cảnh sát ngày nay vậy. Bạn sẽ không sợ họ bởi bạn không phạm pháp loại thứ ba bạn không sợ người tâm hạnh của bạn quang minh chính đại không làm những việc không dám nhìn mặt người đây là thiện thế gian chúng ta nói đến là hoa báo còn quả báo thì sao nếu họ không học phật họ không cầu sanh tịnh độ thì quả báo ở nhân thiên thứ tư là phật nói được sanh trên trời sanh thiên trên trời thì có ngọc nữ làm vợ thứ năm là từ trên trời hạ sanh xuống thế gian thì làm người phụ nữ đoan chánh. Phật nói năm loại quả báo này, ba loại là phước báo ở thế gian hiện tại, hai loại kia là sau khi chết sanh lên trời được hưởng phước trời. Phật lại nói, người sống ở đời dâm vật xâm phạm phụ nữ nhà người khác do vậy bị năm điều ác đây là bạn phá giới làm ác bạn sẽ bị năm loại quả ác báo cũng phân chia đời nay và đời sau Loại thứ nhất là gia đình bất hòa. Tiền bạc tiêu tán. Tài sản của bạn sẽ tổn thất. Cả nhà bạn bất hòa. Quả báo này rất đáng sợ. Trong ngạn ngữ thường nói Gia hòa dạng sự hưng Gia đình bất hòa Thì nhà này nhất định suy bại Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát xã hội hiện nay Người phạm loại lỗi lầm này sẽ làm hôn nhân tan dở ly hôn hiện tại tỷ lệ ly hôn trong xã hội rất cao ly hôn thì gia đình tan nát nếu như có vợ con thì đây là không có trách nhiệm đối với con cái đã gây ra sự tổn thương nghiêm trọng nhất cho con cái gây sự đã kích nghiêm trọng nhất quả báo của tội này rất khủng khiếp trong xã hội ngày nay không có ai nói về đạo lý này phật nói ác báo thứ hai hiện nay bên ngoài không còn thấy nữa rồi ngày xưa thì bạn bị xem là phạm pháp nhất định phải chịu sự trừng phạt của pháp luật phải ngồi tù bị giam cầm vẫn phải bị trừng phạt pháp luật ngày nay không giống như ngày xưa nữa rồi tuy rằng quả báo hiện tại không nghiêm trọng như sự trừng phạt của ngày xưa. Thế nhưng dù Dương gian không trừng phạt bạn, nhưng sự trừng phạt ở Âm gian thật sự rất nghiêm trọng. Thứ ba là lừa mình dối người. Nên ở trước đại chúng đông người thì thân tâm bất an. thế nhưng hiện tượng này ngày nay dường như cũng đã rất phai nhạt vì sao vậy da mặt càng ngày càng dày nói lời thành thật người ngày xưa vẫn còn chút lương tâm làm chút việc xấu thì tâm bất an hiện tại thì không còn nữa lương tâm không còn nữa Cho nên họ cũng không hiểu thế nào là an và bất an. Tâm tham sân si đã đến cực điểm. Thế nhưng quả báo của việc tạo tác ác nghiệp này trong tương lai nhất định sẽ nghiêm trọng hơn không biết là bao nhiêu lần so với ngày xưa loại thứ tư là quả báo đời sau phật nói sau khi chết đọa vào trong địa ngục thái sơn Chịu hình phạt thiêu nướng Hàng triệu triệu năm mới có thể ra khỏi địa ngục Loại thứ năm sau khi ra khỏi địa ngục Thì đọa vào đường súc sanh Trong đường súc sanh Chúng ta cũng biết có rất nhiều đường xuất sanh. Có loài dâm vật không kiên kỵ mẹ con cũng không có tiết độ. Đọa lạc vào những loài vật này phật nói sự thê thảm của quả báo sự thống khổ của quả báo không thể nói cùng tận phàm phu mắt thịt không thể thấy được chân tướng của nhân duyên quả báo kỳ thực những nhân quả báo ứng này đều ở ngay trước mắt câu này trong cảm ứng thiên văn tự chú giải đặc biệt nhiều chúng tôi lật qua thì thấy có rất nhiều trang nêu ra những sự tướng của loại quả báo này trong lịch sử mục đích không gì ngoài việc cảnh giác chúng ta phàm phu không nhìn thấy được những trường hợp quả báo trong thực tế họ rất khó tiếp nhận. Trong quyển sách này đã dẫn dụng mấy mươi thí dụ là những câu chuyện người xưa. Một số người hiện nay thấy những câu chuyện này của người xưa thì không tin, cho rằng đây là người xưa muốn khuyên mọi người làm thiện chưa chắc là những câu chuyện có thật thế nhưng người thông minh bạn hãy xem những câu chuyện mà người xưa viết này rồi sau đó bình tâm mà quan sát xã hội hiện thực đem đối chiếu lại với nhau thì sẽ hiểu thôi liền biết được những gì mà người xưa nói là có thể tin tưởng chúng ta phải nên tin tưởng và giữ gìn tự cầu đa phước phật pháp nói về tu hành đây là việc lớn đầu tiên của tu hành tu sửa tập khí tham lam của chúng ta tu sửa hành vi dâm vật của chúng ta bạn có thể đạt được chúng tôi nói đều rất hiện thực tức là bạn sẽ đạt được đạo khỏe mạnh sống lâu ai nấy cũng đều thích được khỏe mạnh sống lâu để khỏe mạnh sống lâu thì nhân tố đầu tiên là tâm địa thanh tịnh. Làm sao được thanh tịnh? Quả dục thì được thanh tịnh. Nghĩa là dục vọng ít, dục vọng rất thấp. Sắc dục là một trong những nguyên nhân quan trọng. Tài sắc danh thực thùy đều phải nhạt. càng nhạt càng tốt càng ít càng tốt thân tâm của bạn khỏe mạnh ăn uống thì ăn chay tốt trong việc ăn chay vì sao thế tôn dạy người sơ học phải xa lìa ngủ quân quý vị phải biết quân đó vẫn là thức ăn chay bạn xem trong chữ quân trên đầu có bộ thảo quân không phải là thức ăn thịt thức ăn thịt gọi là tinh quân tân quân là năm loại trong thức ăn chay đồng tu học phật đều biết năm loại này là hành tỏi hẹ kiệu loại thứ năm trong kinh gọi là hương cừ ngày xưa ở trung quốc không có loại này hiện tại thì có rồi chính là hành tây vì sao phật muốn dứt bỏ năm loại này kinh lăng nghiêm nói được rất hay đã nói ra nguyên nhân năm loại rau củ này nếu ăn chín thì sẽ dẫn đến kích thích sinh lý ăn sống thì sẽ dẫn đến can quả dễ nổi giận là nguyên nhân như vậy những thứ này có tính kích thích đối với sinh lý của chúng ta nên phật đều cấm chỉ thế nhưng nếu quý vị dùng như một loại thuốc trong trung y thì được nếu không phải dùng làm thuốc thì tốt nhất là nên ngăn chặn Đây chính là ngăn chặn ngay từ đầu. Phật đều đã ngăn chặn những tăng thượng duyên bất thiện này. Đây gọi là Đại Từ Đại Bi. Không có một việc nào mà không suy nghĩ cho chúng sanh. Hy vọng chúng sanh đều có được lợi ích chân thật. đều có được đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Đây là giáo huấn của Thánh Hiền. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền Bốn Ân nặng dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này Đồng sanh cõi cực lạc Nam Mô A Di Đà Phật Việc dịch ban biên dịch Pháp âm tuyên lưu Diễn đọc Phật tử thiện nhân